Cách kiểm tra trinh tiết của người Trung Quốc thời phong kiến. Ở thời phong kiến, trinh tiết là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá phụ nữ. Vì vậy, nhiều phương thức để kiểm tra một người phụ nữ còn trinh tráng hay không đã ra đời. Thời Trung Hoa cổ đại, bà đỡ ngoài chức năng đỡ đẻ thì còn kiêm luôn việc nghiệm thân. Người ta cho rằng các bà đỡ rất am hiểu những nơi nhạy cảm trên người phụ nữ nhất nên họ có thể kiểm tra sự trong trắng của một cô gái. Thủ thuật kiểm tra của các bà đỡ thời xưa chủ yếu là xem kỹ chỗ ấy. Thủ thuật này gần tương tự với khám phụ khoa ngày nay. Có lẽ nhiều người đã biết thủ công xa cũng là một phương pháp kiểm tra trinh tiết. Thủ công là một loài thạch sùng có màu đỏ. Người xưa sẽ giã nát chúng để lấy nước rồi chấm lên tay của cô gái. Nếu cô ấy vẫn còn là một trinh nữ thì vết này sẽ không mất đi và ngược lại. Một cách khác cũng hoang đường không kém đó là phún đề phong. Người ta sẽ đánh giá một nữ nhân còn trinh nguyên hay không phụ thuộc vào luồng gió từ nơi nhạy cảm khi cô ấy hắt hơi. Để thực hiện phương pháp này, cô gái sẽ phải đứng trước một chậu than. Khi cô gái đó hắt hơi, nơi nhạy cảm sẽ thổi ra một luồng gió. Nếu cho nhang trong chậu bay tứ tung thì người này không còn là trinh nguyên nữa. Nếu cho vẫn nằm yên trong chậu nghĩa là người đó vẫn còn nguyên. Cách thứ tư là lạc hồng. Người cổ đại sẽ đặt một chiếc khăn tay hoặc một mảnh vải trắng trên giường tân hôn. Sau buổi ân ái, nếu chúng xuất hiện vệt đỏ thì tân nương vẫn còn trinh tiết. Ngoài ra còn nhiều cách kỳ lạ để kiểm tra trinh tiết, tuy nhiên việc nó có hiệu quả hay không thì vẫn để lại nhiều tranh cãi. Những phương pháp này phản ánh cái nhìn vô cùng khắt khe của xã hội đặt lên phái nữ trong thời phong kiến. Đi cùng những cách thử nghiệm này là những hình phạt nặng nề dành cho người phụ nữ khi họ chẳng may đánh mất cái ngàn vàng.